quái chiêu còn đâu, anh. Chị sử dụng những dụng cụ gì, chị hướng dẫn lại mọi người xem nào. Thấy chưa, cả cái kia đây rồi. Đâu, cái đồng này. Cái đồng. Rồi. Đây, đầu tiên là chị làm là cái này. Rồi. Lúc mà thầy chưa giới thiệu cái này ấy, thì chị làm nguyên cái này thôi. Rồi, rồi. Nguyên cái này là mỗi một lần đầu tiên làm 30 phút, xong dừng, không làm nữa. Thế nên lúc thầy giới thiệu thì làm cái này trước này. Cái này 20 phút. Rồi. Cái này 20 phút. Rồi. Đấy, còn nếu như cái này cộng lại mà độ khoảng 30 phút thôi thì làm thêm cái này. Thêm cái ngày đồng nữa. Ok. Và hôm nay thì rất là bất ngờ. Tại khi mà bình thường là vòng chỉ cùng địa ăn mà lưng lửng là tầm khoảng 17. Hôm nay đo thì thấy còn 72. Thế ngạc nhiên quá, vội mắt để đo thử. Vẫn 72, lấy máy ảnh ra chụp để cho nó rõ thì vẫn 72. Tức là cái này nó đang hỗ trợ giảm rất là tốt. Mà gọi điện đi khoe tứ tung mà chém vầy cho người đi học muộn. Chị làm trong mấy ngày thì giấy thế? Từ hôm bắt đầu đi học. Thế mới được 5 ngày à? 5 ngày. Em không ngờ được 5 cm, 1 cm. Em không ngờ là được thế, em sẽ làm đến 65 để em dừng lại. Thế là trước là 77, bây giờ còn 72. 72 trong 5 ngày, tức là mỗi ngày giảm là 5 cm đây, dụng cụ đây. Kinh nhỉ. Ví dụ đo mà nó chỉ di chuyển được khoảng 1-2 cm ấy thì có thể là do mình đo nó không chuẩn. Nhưng đo mà nó giảm được khoảng 5 cm là chắc chắn là mình đo chuẩn rồi. Tại vì bình thường chị hay đo, tại vì chị cũng tập thêm một số cái động tác yoga nữa. Thì bình thường là đo thì lúc đói thì là 71, tôi đói hết cỡ. Và buổi sáng vừa mới dậy xong ấy thì là 71, nhưng đến lúc ăn vào rồi thì nó là 77. Thường xuyên cái lúc ăn vào rồi tầm độ vào trong ngày thì nó sẽ là 77. Còn trừ cái lúc đói nhất, cái lúc mà vừa mới sáng dậy sớm thì đo dù bé nhất thì nó là 71. Đến lúc hôm nay đo thì thấy 72, tưởng là đo nhầm. Rồi, chúc mừng. 5 ngày giảm được 5 phân. Thank you. Ok, bye bye. Tức là những cái này nó rất hiệu quả thôi ạ. Tức tưởng là nó không đau, không vấn đề gì cả thì tưởng là nó không hiệu quả. Vâng, nhưng mà rất hiệu quả. Rồi, chúc mừng chị. Hôm nay đưa lên là mọi người cứ hỏi xem là thế nào. Và phải chờ. Đấy là lăn. Cái này lăn đinh nhé. Lăn đinh là lăn đinh. Không những em ăn cái này trước khi thầy bảo không, thế là chỉ để cho tán là ăn cái này cái này nhưng mà em vẫn chưa được, tức là thầy dặn nhá là lúc nào chưa được ý của bạn cô cũng muốn mà để cái ăn cậu đi ăn để dặn này trước bình thường ăn gì ở trong nhóm làm béo đúng không ạ? Cái này lăn còn không bằng cái đấy lăn còn đấy hơn. Cái này là thầy bảo cho săn da này, cái đấy là để tan này, săn da này, xong làm cái làm ấm này. Sao chị đổ sang cái này thì nó chắc chắn. Đúng, thế bây giờ chị đổ cái này. Rồi, cái đấy nó chắc chắn. Thế thầy để hướng dẫn sử dụng được, thế nào? Để hướng dẫn. Chứ cái này sợ lắm, xong chị cấm không được dùng. Bọn em dùng cái phải ra chỗ khác không có cháy nha. Đổi. Vâng, cái này diện tích nó to hơn nhưng mà không chỉ cần nói chắc, ngải đại ấy. Ngải đại, tức là dùng cái ngải nó to hơn thôi được. Tức là đầu tiên là dùng cái lan đinh này để cho nó giãn ra này. Chị lan bao nhiêu phút ạ? Tổng thì có lần thì được 30 phút cả hai cái. Rồi, có lần thì được 45 phút tùy cái thời gian mà mình có. Nhưng từ hôm đấy thì chưa bao giờ chỉ làm 1 tiếng ạ. Chỉ làm từ 30 cho đến 45 phút là dừng. Cũng không lâu lắm. Vâng. Cũng chẳng lại nhọc gì hết. Vâng. Cứ ngồi vừa xem tivi thật. Vừa xem tivi xong lại ở trên giường. Chết là cái là ở trên giường. Cứ nằm thế xong bắt đầu là lăn như vậy. Và thằng cu nó cũng lăn. Hôm nay thì bảo chồng là nếu như em xuống để được bụng đến 65 là anh cũng phải lăn. Để cho anh thế. Không tin nổi đúng không? Chứ không tin. Không bao giờ tin một ngày giảm một phần. Đúng. Chứ bình thường. Không thể tin được. Vâng. Nhưng mà phần nữa mà lăn nữa thì xuống còn 65 thì em xuống 65, nhưng mà thế này em sẽ xuống 65 nhưng em sẽ ăn để em lên cân và bụng em vẫn giữ. Thì cái đấy mới là cái tuyệt vời. Đúng rồi. Nó chỉ mình lăn chỗ nào nó giảm chỗ đấy. Tuy nhiên những ngày sau nó sẽ lâu hơn đấy. Vâng. Tại vì mới đầu bao giờ nó cũng nhanh. Đúng rồi. Những ngày sau nó sẽ lâu và phải kiên trì hơn nữa. Vâng. Nhưng mà tuy nhiên mình cứ làm hàng ngày thì coi như tập thể dục cho nội tạng thôi. Vâng. Càng tốt, một công đôi việc. Đúng không? Đấy. Đầu tiên là dùng lăn cầu đinh này. Lăn cầu đinh 20 phút. Lăn cầu gai đôi cắn dài 20 phút. Ngải đồng. Ngải đồng 20 phút. Đấy là có thời gian. Còn nếu không có thời gian thì tổng cái này từ 30 đến 45 phút là được. Là ok. Đấy, khi chị làm chỉ làm thế thôi. Chỉ thế đơn giản ba dụng cụ thôi. Ok, thank you. Cái này thì nó chắc chắn này. Và đập thoải mái. Cái này thì nó nóng nhanh hơn. Nhưng mà chính vì nó mỏng quá nên là nó bị giãn ra. Nó bị giãn nên nó không chắc chắn. Cái này thì nó dày, nó nặng hơn nhưng mà chịu khó vậy. Thì khi nào mình giảm béo bụng thì mình nắp hai cái vào. Còn ở trên cổ gáy thì mình dùng một cái đơn thôi. Ok. Rồi, thank you. Xong ca giảm béo. Thế Huy báo cáo thôi. Huy làm gì à? Mẹ ngủ đâu nào? Mẹ em ngủ đâu rồi? À, em
em về em mới chịu, em có xoay này, xoay 200 cái, ngày xoay 3 lần. Thế là mới có 2 hôm nhưng mà mới may ngủ dậy quên cả dậy đi làm. À thế à? bình thường mẹ em 5 rưỡi dậy, mấy hôm nay dậy quên cả giờ đi làm. Chưa mẹ em mất ngủ à? Vâng. Mất ngủ như nào? Tức là một đêm ngủ mấy đêm? Ngủ nghe những cái tiếng đồng hồ lách cách 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 không ngủ. À thế à? Kiểu bây giờ động hay là dậy. Còn mấy hôm nay em mới chỉ có em chưa, vì em chưa được học các cái việc em chẳng dám làm. Em chỉ dám em đọc trong nhóm thì thấy cái việc ở đây 26 sáu. Mẹ em có ho này, xong rồi như là ho rát họng rồi sổ mũi, em đọc em bấm 26, xong rồi việc 113 ở vị trí này đấy, 113 em đọc cái bài chia sẻ với chú gì ấy mà chữa bệnh bằng một huyệt thôi. Xong em dây mỗi vị trí này là 30 giây. Xong rồi lại nghỉ. Xong rồi làm 3 lần như thế, ngày em làm 3 lần. Xong dây xong thì lại dán cái cao vào đây. Thế một hai hôm đấy mẹ em khỏe hẳn. Thế à? Ngủ ngon. Ngủ từ mấy giờ em? Ngủ thì thường ngủ từ 9 giờ. À, 9 giờ đến tận 6 giờ. Không, 5 giờ hơn. Mẹ em ngủ với em chỉ 3-4 giờ là đã thì dậy mà nó đi một giây đi tiểu. Ngủ quên là đi làm. À được, ok, chúc mừng. Hay quá, vui quá, thank you em.